Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Tinh Vi sẽ review lại tiếp tục những đôi loa full đôi 2 bát 40 leo và một chiếc kèn leo đó nhá. Mã sản phẩm là MVX525, hàng Made in Mexico, hàng full shop đó nhá. Gọi là hàng full shop. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi lăn tăn mãi về giá cả, có đôi số đơn vị bán rất rẻ và đơn vị bán rất cao. Thì hiện tại bên Tinh Vi đang bán giá là 42 triệu bao ship cho các bác. Đấy các bác, 42 triệu bao ship các bác nhá. Mới tinh trong thùng. Đấy, đầy đủ sách vở hết các bác nhá. Các bác thấy video hay thì nhớ cho em một like với một cái kênh một chuông, chia sẻ thật nhiều cho Tiến Mini các nhá. Còn loa bãi bây giờ các bác đi mua nó 37-38 rồi, mà thậm chí là đi mua loa bãi bây giờ các bác cần tính những đôi Made in China nhà rắn đẹp tem đấy, các bác nên để ý, kể cả những đôi 515 thế nhá. 515 và 525 là nó có cả sản xuất cả Made in China đấy. Thì các bác là mua loa các bác phải để ý, chứ đừng so sánh giá nó khập khiễng, là chỗ bán rẻ thế là chỗ bán đắt thế, thành ra là rất khó. Made in China và Made in Mexico các bác chỉ để ý mỗi công tiêu âm khác nhau nhiều, thấy không? Thế mình nói mỗi công tiêu âm các bác nhìn là 100% nó sẽ khác nhau các bác nhé. Còn là những hàng full shop như này thì không bao giờ có Made in China rồi, Made in China nó để luôn ở ngoài rồi, còn đây theo thùng theo nhất nguyên bản rồi. Thế thì thùng và sơ đi loa như nhau. Và các bác đi mua hàng bãi thì các bác phải đi cẩn thận, thấy không? Đầu năm thì nó có sản xuất đầu năm này, đầu sáu này thì là nó có sản xuất ở China. Như đầu sáu là KB6015, 6012 đấy, hay KB4012 đấy, ví dụ dòng đấy là đời về sau này họ vẫn sản xuất, vẫn là chính hãng thôi, nhưng mà nó là Made in China đấy. Thì các bác phân biệt đi mua cái loa China và cái loa Mexico là nó có sẽ khác nhau đấy. Cái bông tiêu âm nó khác nhau, bông tiêu âm của China mong dính thôi, còn bông tiêu âm của thằng Mexico này nó dày cụm, nó như bông bình thường, nó vẫn như bông những đồ loa dòng loa của Mỹ xịn. Còn cái bông kia nó thì ngâm mỏng như này thôi, mà nó cồn lắm, nó không có xốp, bông tiêu âm nó không xốp kiểu dạng như bông ngứa như bông này, các bác để ý biết. Cái ta bên tí mình bán 42 triệu bao ship quá nhá, 42 triệu bao ship, còn 3 đôi, đây là một đôi này. Đấy. Bên em thì còn hàng mới thôi, 725 và 525 thôi. Đây một đôi nữa này. Đấy. Còn đôi nữa rồi, đây. Đây đôi nữa là tổng là 3 đôi các bác nhá. 3 đôi. Đấy các bác mua các bác để ý hàng bãi á, là hàng mới thì mình không nói chuyện. Các bác để ý hàng bãi nhá. Là đôi khi người ta bán cho các bác có 33, 35 triệu, 37, 36 triệu để bán được hết. Đấy. Và đây, đây là đôi tube 528 này. 528 này nó cũng có Made in China này. Rồi thì là Made in Mexico và Made in Uina. Hiện tại đây là đôi Made in Uina. Còn đây là đầu 7. Đầu 7 nó không có China đâu. Đầu 7 nó chỉ có mỗi Mexico và Uina thôi các bác nhé. Đây, thì mình còn 3 đôi. Còn 3 đôi nữa. Đấy. Và đây là đẩy AAP STD 1004 giá 11 triệu. Bao ship các bác nhé. Đó, công suất 1000W một cây. Cái này so sánh với cái 8004 này đắt hơn 1,5 triệu thôi, thì các bác nên mua cái này, công suất khỏe hơn. Bình thường cái kia là 9,5 triệu rồi, thì cái này có mua 11 triệu đắt 1,5 triệu, nhưng mà công suất đã khỏe hơn nhiều các bác nhá. To, khỏe, nặng hơn. Và đây những loa BD. BD 5212-43 hiện tại bên TVB đang bán giá kích cầu. Từ bên cuối năm cho các bác là giá 45 triệu một cặp. 45 triệu một cặp bao ship các nhá. Đó, hàng full shop đấy, có shop hết đấy. Hộp thì mình để đằng sau này. Đấy. Đây là hộp tất đây này. Đó. Và đây có đôi loa MR905. MR905. Bán đỡ ông anh thôi. Bác nào mua điện trực tiếp. Loa đẹp lắm. Có mỗi một chiếc bát là nó hơi bị sờn sờn một tí thôi, còn nó loa đẹp lắm. Đây mình thấy. Đây. Đấy, mỗi một chiếc bát nó bị sờn sờn tí thôi. Đây, không phải loa tiếng mimi nhá, đây loa mà tiếng mimi bán đỡ thôi. Đó. Còn đâu là hết loa rồi các bạn. Đây mình là hết loa rồi. Thì loa mới đấy thôi. Bây giờ đôi VRX này 215 này. 215 với cả VRX 115 này nó như nhau. Made in Mexico các nhá. Một đôi này thôi, giá 20 triệu. Vâng. Hôm nay chủ đề chính là thì mình sẽ giới thiệu đến MRX 525. Giá 42 triệu. Và các bác đi mua nó bãi thì nó tầm 38 triệu rồi. 38 triệu thì tội vì các bác thêm mấy triệu nó mua nó mới. Đỡ phải lăn tăn về loa bát, loa check.
hay là vĩnh hàng made in Chila thì dán lại tem các bác nhé. Đó, bác nào mua thì liên hệ với mình Tiến TV, 525 giá 42 triệu, 725 là giá 73 triệu thôi nhé, giá 73 triệu vậy nhà. Bác nào mua thì liên hệ với Tiến TV theo số điện thoại trên là 0948 388 448. Tiến TV ở tổ 3 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Các bạn thấy video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho Tiến TV các bác nhé.